Hi, xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại là mình đang ở đất Cừ Long, Đắk Nông. Thì ở đây còn gọi là Tà Đùng quý anh chị và các bạn. Đây, cho mọi người xem cái view. Đây, cái vị trí mà mình đang đứng rất là đẹp quá các bạn. Nhìn ở bên dưới nó giống như là Vịnh Hạ Long vậy đó. Ở đây đúng là được ví như Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên là phải luôn á. Phía bên đây nè là cái gãy của bà con trên những cái ngọn đồi á, nó đẹp lắm, view núi trùng trùng điệp điệp luôn. Bọn mình đến đây từ 3 giờ chiều, sau khi mà nhận phòng xong thì bây giờ bọn mình dự định là sẽ lang thang cái con đèo này để tham quan. Mời quý anh chị và bạn cùng đi tham quan với bọn mình nha. Quý anh chị và bạn biết không, ở trên này nè là khu dân cư, mà cái đường phố nó phiêu lắm luôn, dốc xuống nè rồi lên. Nhìn xa xa mi thấy không, mi trong camera thấy có dốc lên xuống không? Ừ. Ở đây á, những cái đoạn dốc á, nó còn dốc hơn ở Đà Lạt nữa. Cái không khí ở trên này á, thì nó cũng se se lạnh như Đà Lạt vậy đó. Bên kia anh thấy có bông gì? Giống hoa ban quá. Kính thưa quý anh chị và các bạn, chạy một đoạn thì bọn mình gặp một cái miếu. Đây là miếu thần đá. Tại đây có một bản ghi chú rất là rõ về cái miếu thần đá này. Các bạn, quý anh chị và các bạn có rảnh thì đọc. Đây, nó có chú thích rất là rõ ràng luôn. Đây là bản dịch sang tiếng Anh. Miếu thần đá này rất là linh thiêng, của người dân tộc Mạ ở Đắk Phao, huyện Đắk Cừ Long, và được công viên địa chất toàn cầu UNESCO công nhận. Và ở đây thì mình thấy có cái bản đồ. Bản đồ âm vang từ trái đất nè, nghĩa là những cái khu vực này chắc là trên núi nè mi ha. Còn những cái ở dưới này nó mô phỏng cái thung lũng ở bên dưới á, Vịnh Hạ Long ở bên dưới nè, khúc này nè. Thần đá được người Mạ tôn thờ và tin tưởng tuyệt đối từ xưa đến nay, nên trong khi có muốn điều gì, họ đều đến bên thần đá, đặt tay vào lỗ nhỏ bên dưới tán đá để cầu xin. Bất kỳ người nào có ý xúc phạm, tâm địa không tốt sẽ không rút được bàn tay của mình ra, bản thân và gia đình ngay sau đó sẽ chịu trừng phạt của thần đá như là bệnh tật hay là tai nạn. Mình thấy ở đây mọi người đến đây đều dừng lại để cầu xin và đều thắp một cái nén nhang cắm bất kỳ ở trên cái tảng đá này. Đối diện miếu thần đá thì có một nơi để đổ xe, và đứng ở trên đây thì mình cũng thấy được một cái view núi đồi chập trùng ở bên dưới. Bây giờ thì mình sẽ đi qua, mình view cho quý anh chị và bạn cùng ngắm với bọn mình. Ở bên đây có một cái cây cổ thụ, mình sẽ đi theo hướng bên đây view cho mọi người xem. Đây quý anh chị và bạn, trước mặt mình có một cái cây cổ thụ rất là đẹp. Nó nằm, gốc nó thì nằm thọt thủng ở dưới thung lũng, mà nó cao lên ngút ngàn luôn đó. Và
Bây giờ mình bắt đầu đi từ trái sang phải nè. Đó, quý anh chị các bạn thấy không? Núi non trùng điệp rất là đẹp luôn. Tuy gần á, mắt mình nhìn thấy những cái đó trước mặt á, nó rất là gần, nhưng mà thực sự đường đi xa lắm. Mới nãy mình chạy từ bên đó, mình chạy qua quý anh chị các bạn. Đó, từ cái con đường bên đó mình chạy qua tới đây. Vậy mà mình vẫn thấy ở trong những cái rẫy có cái đường nhỏ len lỏi, bà con phải chạy những cái chiếc xe Honda vô cái những cái đường nhỏ này ra. Ở đây nè, đó, những cái đường nhỏ nhỏ vào rẫy của mình. Đó, nguyên là đẹp lắm.